Ngày 30 tháng 11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện một xe ô tô màu đen chạy với tốc độ cao lạng lách đánh võng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nên tiếp cận, khống chế phương tiện. Tuy nhiên, người điều khiển xe đã bỏ chạy và trèo lên mái nhà, liên tục nhảy nhót la hét. Khi bị bắt giữ, đối tượng trong trạng thái ngáo đá nặng, liên tục chửi bới không chấp hành lực lượng chức năng. Đối tượng là Nguyễn Hải Long sinh năm 1990 trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Chiếc xe Long điều khiển là do chiếm đoạt tài sản của một người ở phường Long Biên hôm 28 tháng 11. Long là đối tượng nghiện ma túy nặng có tiền sự về chống người thi hành công vụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Huyền Trang, 41 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu và chồng là Lưu Thành Hưng, 48 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng về hành vi vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, quy định tại khoản 1 điều 295 Bộ Luật Hình sự. Cơ sở chế biến thủy sản của vợ chồng Trang Hưng bị lập biên bản vi phạm do không có đăng ký kinh doanh, hoạt động tập trung đông người không đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, sau đó cơ sở này vẫn tiếp tục vi phạm dẫn đến phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 3, Cục Hải quan Hải Phòng cho biết vừa phát hiện và kiểm tra hai thùng hàng có dấu hiệu nghi vấn. Hai thùng hàng này được vận chuyển bằng đường biển từ cảng Manila, Philippines về cảng Nam Hải Đình Vũ, Hải Phòng. Tiến hành khám xét hai thùng hàng, lực lượng chức năng thu giữ 4 vật phẩm sừng động vật có tổng trọng lượng khoảng 19,5 kg. Kết quả giám định cho thấy 4 vật phẩm này là sừng tê giác. Bốn đối tượng liên quan tới vụ phá rừng quy mô lớn ở xã Trừ Rây, huyện Công Trò, Gia Lai được phát hiện vào hôm 25 tháng 11 đã ra đầu thú. Các đối tượng khai nhận đã vào rừng để tìm các cây gỗ lớn, ước lượng kích cỡ, khối lượng rồi đánh dấu. Sau đó tìm người có nhu cầu mua gỗ kích thước lớn, thỏa thuận giá cả, rồi mang máy cưa vào rừng cắt xẻ gỗ, dùng xe mô tô trở về bán chia nhau tiền tiêu xài.